đến hạn lại lên 12 Pro Max 12.200.000, pin còn 88. Con này cũng không phải gọi là hành lý mọi người. Nói chung thì con này mọi chức năng sử dụng bình thường nè. Đó, pin còn 88 nè. Hôm nay bên sẽ về á là Oppo Find X Pro, Redmi Note 11 Pro Plus 5G nè. S20 Ultra Việt Nam 2 SIM, giá lip 4, chính hãng 2 SIM máy mới, kích hoạt lên là bảo hành 12 tháng. Đó, và một số dòng máy khác nha. Em sẽ báo giá và review cho người xem. Thì bên em bán thì có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước, miễn sao máy dưới 14 triệu nha. Góp phải đến cửa hàng trực tiếp, không góp online rồi. Rồi, đầu tiên sẽ là một con 12 Pro Max, pin còn 88%. Đây, ngoại hình đó thì tầm khoảng chắc tầm khoảng 97% rồi. Đó, tầm khoảng 97%. Đây, mã Mỹ nha, 128GB. Cái con này thật sự nếu mà không nói lỗi, thật sự là không biết luôn. Đây, 12 Pro Max, mã Mỹ, 128GB. Đó, 12.200. Mọi người thấy không? Màn hình nó ám này gần như là không thấy ám luôn rồi. Nó bị một xíu xíu đây nè. Đó, một chỗ nè. Ở đây một chỗ nè rồi. Cái này gọi là lưu ảnh cột sống cho mình khoảng 2-3% thôi. Nhìn kỹ lắm mới thấy nha. Nhìn kỹ lắm mới thấy mọi người. Chứ quay không quay bằng điện thoại là không thấy được đâu. Đó, 12 Pro Max, full chức năng, máy chi hết rồi, chỉ bị lưu ảnh nhẹ thôi. À, F1, F2 selfie nè. Điều ok nha. Đó, mọi người bấm ra ở đây là không thấy luôn mọi người. Đó, không thấy được đâu. Đó, có sao thì báo vậy nha. 12.200, 12 Pro Max, hành lý 12.200. Tình trạng bên em có sao có vậy, nói chung hàng hành lý thì cũng hay có nhẹ nhẹ xíu nha. Giá lắm ok được mọi người. Ví dụ như con này nè. Con này là iPhone X Max, pin còn 83. Con này thì bán giá là 4.1 triệu. Con này thì cũng full chức năng thôi. Đó, full chức năng. Đó, X1 nè. Đây. Chân dung ok nè. X2, X1 selfie nè. Ok hết mọi người. Con này thì khó phay đi luôn nha. Đó, có phay đi luôn. Mà con này tình trạng á, màn hình lưu ảnh nặng nha mọi người. Đó, lưu ảnh nặng. Phải đi ok. Đó, con này lưu ảnh nè, mọi người thấy không? Mọi người chỉnh quá định tối xài nó sẽ bớt nha. Cái này giá như trừ màn hình mọi người. Đó, chỉnh định tối xài không thấy. 4.1 triệu nha mọi người. 4.1 triệu nha. Nói chung hàng hành lý là có sao bao vậy mọi người. Tiền nào thì của đó thôi. Đó. Cái này nhập lâu rồi, xong bây giờ lỗi thì bây giờ bắt buộc phải hành lý mọi người. Đúng không? Rồi, 12 Pro Max, con này là 13.100, pin là 100%. Cái con này thì nó cũng là chỉ bị xấu cái viền camera thôi. Đó. Chắc là người ta xài ốp xong là cà ở dưới nó bị cái viền camera nè mọi người thấy không? Nó bị trắng nè. Nó bị trắng nè. Còn sườn thì còn đẹp nè mọi người thấy không? Đây. Sườn thì còn đẹp. Đó. Sườn thì tầm khoảng 97-98. 12 Pro Max. À, con này màn hình đẹp nha, không lỗi gì hết nha mọi người. Chỉ bị cái viền camera đó thôi, bị 100%. Đó. 13.100.000. 12 Pro Max 13.100.000. Chốt ý em bác, anh Kiên Hoàng ơi, anh gọi luôn số hotline giúp em nha. Đó. 13.100.000, bị 100%. Chỉ bị xước viền camera. Mọi người về xài ốp lưng hay là dán viền camera là xài là vô tư. Camera là không có lỗi nha mọi người. Đây, góc rộng F1, F2 selfie. Thì ok hết, có file đi luôn. Máy là zin hết, chỉ bị cái này thôi. Bị chóc sự viền camera thôi. Rồi. Tiếp theo sẽ là em chốt iPad. Bạn Trần Thắng Lợi anh chốt trước thì bán trước nha. iPad thì không có một cây duy nhất thôi. Rồi, em lên mấy cái máy mới về nè. Hay là lên hành lý tiếp. Hành lý thì em còn hai con 12 11 của mắt nữa nè. Thôi để xíu đi. Em lên con này tiếp không rồi. Lên con này là Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Đó. Redmi Note 11 Pro Plus 5G, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Đó, sạc pin vẫn còn luôn, 120W nha. Sạc pin 120W mọi người. Đây, rất là ok. 6.3 triệu. 6.3 triệu mọi người. Đó, 6.3 triệu. Đây, mà cục sạc nặng dữ ta. 6.3 triệu nha. Tiếp theo sẽ là một con S20 Ultra chính hãng 2 SIM. S20 Ultra con này sẽ là chính hãng 2 SIM. Mọi người thấy không? RAM 12 128GB, pin 5000, màn hình tần số quét là 120Hz. 7.2 triệu. 7.2 triệu mọi người. 7.2 triệu nha. S20 Ultra chính hãng 2 SIM, full chức năng. Clip 4 siêu chưa khui mọi người thấy không? Siêu chưa khui. Bản chính hãng nha. Cái này bản chính hãng. RAM 128GB,
14 triệu 900. Giá clip 4 14 triệu 900. Siêu chưa khui nha mọi người. Máy mới nha. Đó, máy mới. Tiếp theo là con Oppo Find X3 Pro. Chip sẽ gần 888, máy sạc hợp còn y nguyên. Đó. Rồi đây. Chip sẽ gần 888 nè. RAM 12GB nè mọi người. Bộ nhớ là 256GB nha. Màn hình có cong mọi người. 10.200. Đây. 10.200. Được không? Này. 10.200 mọi người. Tiếp theo sẽ là một con Oppo tiếp mọi người. Đây, em sẽ báo mấy con mới về trước đi. Tại vì để cho những người sau người ta, để hồi em hết livestream mà người ta coi lại mọi người, người ta dễ coi hơn. Oppo Reno 8Z 5G nha, RAM 8 256 thì chip sẽ gần 695, có hộ cho 5G. 6.850. Con này còn rất là đẹp nha mọi người. 6.850. Tiếp theo sẽ là một con Vivo Y22S. Chip sẽ gần 680, RAM 8. Rồi Vivo kích ra mã đến 8GB luôn rồi. Đây nó kích ra mã được 8GB luôn nè. Bộ nhớ 128GB. 3.6 nha. 3.6, chip 680. Con chip này cũng còn ok đó mọi người. Chip này bây giờ đang chơi mấy con Redmi Note 11. Đây, một con Oppo tiếp mọi người. Đây, để cho vô xong rồi xem. Oppo A96 cũng là chip 680 mọi người không? RAM 828GB. 4.350. 4.350. Tiếp theo là một con Realme. Ô hình World Cup nè mọi người. Realme, để em coi Realme gì mọi người. Đây, đây là con Realme 9 nha, RAM 828GB, cũng là chip 680 mọi người không? Bây giờ chip 680 trên các dòng điện thoại cứ là nhiều tầm trung nha. 3.9, màn hình con này là màn hình AMOLED nha mọi người. 3.9. Rồi. Đây là một con Samsung A52 3.950. Con này sẽ là màn hình 90Hz, RAM 828GB. Có dừng tay trong màn, màn hình AMOLED nha. 3.950. Còn là Samsung A32 bảo hành tháng 5 2023. Bảo hành chính hãng mọi người. Để em coi con này RAM 4 hay là RAM 8GB. Nó có hai loại nè. Con này sẽ là RAM 428GB nha mọi người. 3.250, pin 5000, con này pin khá là trâu nha. 13 con mắt hình như em hết rồi. Rồi, lên tiếp ra hàng hành lý nè. Đây, 11 Pro Max. 8.5. Đó, 8.5, con này zin hết, full chức năng không lỗi gì hết nha. Thì con này tình trạng á là chỉ vỏ hơi xấu thôi. Vỏ xấu, cái này gọi là nó khách cũ xài sao mà nó bị chóc sơn hết mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Chỉ có bị chóc sơn thôi. Đây. Chắc xài ốc cứng á mọi người. Cái này chắc xài ốc cứng á nên bị chóc sơn nè. Quá trời luôn. 8.5 nha. 64GB pin 87. 11 con mắt 8.5. Máy zin. Màn zin. Ok chưa? Chỉ có vỏ xấu thôi. Rồi tiếp theo sẽ là một con này nè. Con này là 11 Pro Max. Pin là 88, 64GB, 8.3. Ok chưa? 8.3. Con này thì cái con này thì vỏ đẹp. Mọi người thấy không? Để em quay cho mọi người xem sát sát xíu. Con này thì vỏ đẹp nha. Đây. Zin hết full chức năng. Rồi con này vỏ rất là đẹp nha mọi người. Không thấy miếng chạy luôn á. Đây. Rất là đẹp nha. Đó, bóng lưỡng. Đó, bóng lưỡng mọi người. Đây. Thì con này tình trạng nó bị nó kiểu là bị một xíu kính đó nè, kiểu nứt kính xíu đây mọi người thấy không? Cái này dán cường lực full nó xà sẽ không thấy nha. Đó, biết thấy không người ta? Biết quay gì thấy không? Đó, con này 8.3 thôi mọi người. 8.3 thôi nha. Giá con này rất là ok mọi người, 8.3. Pin zin 88% luôn. XG đi anh, XG bao nhiêu anh hả? Đây, bạn Phiên ơi, XG 128GB pin 100% màu trắng nè. Con này bán giá là 5.950. 5.950 pin 100%. Đó. Rồi, em lên tiếp con khác nha.
Tiếp theo sẽ là một con Oppo A55 RAM 4 64GB 2,5 triệu. Ô con này vỏ đẹp. 2,5 triệu. Vỏ đẹp nha. Còn đây là Oppo A95. Con này màn hình AMOLED có vân tay trong màn hình nè. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB mọi người. Đó. 3,450 triệu, máy còn rất là mới nha. Khoảng 9798 mọi người, rất là mới luôn. 3,450 triệu. Inbox anh ơi, 12 mini em chưa có rồi, 12 mini quá trời giờ hết hàng. Tiếp theo sẽ là một con Oppo Reno 652 Reno 75G. Đây. Reno 75G, RAM 8 256GB, 5,9 triệu, chip Dimensity 900. Đó, máy rất là đẹp nha. 5,9 triệu mọi người. 12 của bác mấy em có hàng thanh lý, chắc ngày mai mới có hàng kia mọi người. Xíu anh coi lại livestream nha. Đó, em có quay nhanh nhanh để cho mọi người xem thôi. Tại vì nhiều lúc em muốn quay nhanh để cho mọi người xem máy thôi. Còn tư vấn thì cái đầu vô em sẽ tư vấn mọi người. Con này là M32 pin 5000, màn hình AMOLED, con này có tần số màn hình cao nè. Con này 90Hz nè. Để coi RAM bao nhiêu. Con này sẽ là RAM 8 128GB. 3,750. 3,750. Rồi lên một con giấy clip 8,4 triệu, con này vỏ hơi cứng xíu đây. Phải không? Đó, vỏ cứng xíu đây nữa nè. Giấy clip 8,4 triệu. Để con này bản chính hãng luôn mọi người. Gì? Đây con này bản chính hãng 2 sim nha. 8,4 triệu mọi người. Đó, vỏ khoảng 97% thôi. Đây là một con iPhone 11 màu đỏ pin 93. Một con này 8,2 triệu mọi người. 8,2 triệu nha, pin 93 màu đỏ. Máy còn rất là mới nha mọi người. Đó. Rất là mới luôn. Con này không được mọi người. Mày bẻ qua đây. Rồi, con đó qua đi mọi người. Con đó phải là không đúng mà. Không được rồi. S22 cha, con đó đem trả lời cái chỗ nhập hàng. Rồi, S22 Ultra bản Mỹ 2 sim RAM 828GB 5,2 triệu. À 15,2 triệu. Ô con này còn siêu viền luôn nè. Còn siêu viền luôn nè. Mới ghê ta. Đó. Siêu viền trước sau luôn. 15 triệu 200. Rồi lên tiếp một con S15G RAM 8 256GB nha. Đó, bản hàng 4,9 triệu. Màn hình kích thước là 6,7 inch. Con này đổi phân giải màn hình là 2K+. 4,9 triệu. Samsung S9 2,750, RAM 4 64GB. Rồi, tiếp theo sẽ là em sẽ thông báo này mọi người, cái clip livestream nào bên em cũng thông báo mọi người hết mọi người. Tại vì bên em á thì chỉ có giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168, 5 con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo người. Ngày nào cũng có thông báo hết nha. Số điện thoại là 0774696833, 0703747474 và 06 con số 8774. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc nha. Và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ship có thì có cọc rồi. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, còn máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu nha. Đó, và bên em á là mọi người có thể đến địa chỉ cửa hàng trực tiếp á là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người xem trực tiếp và thanh toán trực tiếp luôn. Còn ship có là phải có cọc. Bên em có bán trả góp không cần trả trước nha. Góp phải đến cửa hàng nha mọi người. Đó, miễn sao máy dưới 14 triệu là không cần trả trước cũng được. Đó. Rồi bên em phải là bảo hành 3 tháng 101, không bảo hành gây nước cứng đớm vào màn hình. Như đó. Thôi. 12 con mắt thì em còn thanh lý nha, ngày mai em có máy bình thường. Redmi Note 11 nè, 2950. Xiaomi Mi 11T Pro 7,7 triệu nha. Bảo hành 2024. RAM 8 256GB.
iPhone SE 64GB 3.3, 128GB 3.7. Redmi Note 10 Pro 5G 4.950. S22 Ultra 7 Mỹ 14.500. Nó phải xíu nha. Pro 8.6 mọi người. Đó. Là 11 Pro Max 512GB 10.300. Con này ép kính rồi, máy zin chỉ có ép kính rồi nha. Redmi Note 11 4.6. IS lên vỏ pin 94 6.7 nha. 11 lên vỏ 7.9. Z Phone 1 8.3 bản hàng. Là bản hàng. Reno 4 3.1. Z Phone 2 bản Việt Nam. 13.500. Note 10 bản Mỹ 4.850. A50s 2.1. S20 5G 5.250 2 SIM nha. Note 9 bản Mỹ 4.1 mọi người. S10 bản Mỹ 3.750. IS Max B92 7.3. S20 Ultra bản Mỹ 2 SIM chip 865 7.950. Realme 8 3.450. Note 10 Plus 6.3. A21s 2.6. A51 3.150. Các con này báo giá không rồi? Hello, chào bạn Kim Hoài Liên nha. Vivo Y16 2.850. Chip Max 26GB nè, 8.500. Còn màu đen là 26GB 7.500 nha mọi người. 64GB là 6.9. IDS có màu trắng với màu vàng nè, sáng có like rồi, có dòng chữ đằng sau mọi người. Đó, hàng trả bảo hành đó. Đó, đây 4.850, 64GB, pin 8X, pin 90 đổ lên cộng thêm 200, pin 100 hay cộng 300. Đó. Full chức năng. Oppo FaceTime Pro 7.3. Oppo A16 2.250. Samsung A13 2.850. Samsung A32 3.3. S9 Plus 7 Mỹ nè, 3.450 nha. RAM 664GB, màn hình 2K. iPhone XR 5.1. Galaxy 3 9.6 mọi người. Hãy chính hãng 2 SIM. iPhone 8 Plus 4.8 26GB. Redmi Note 10 2.4. Sony X5 Mark 2, máy đẹp gần như 9899 mọi người. 5.8 nha. S20 Plus bản Mỹ 2 SIM, RAM 12 428GB, 5.850. Rồi, đây là Poco F3 5.950 nè. Ấy à, mấy con này có hộp. Poco X4 CT mọi người. Rồi. 5.9 nha. 5.9. Cái này có hộp nè. Galaxy 4 14.900, 256GB nha. Hoặc là Poco F4 5.950 luôn. Redmi Note 10S Full Box 3.5. 14 Pro Max bản chính hãng 128GB màu vàng, máy mới chưa khô siêu. Con này bản Vena rồi. Đúng rồi. 31.800. Galaxy 4 mới hả? Mới rồi. Oppo Face 3 8.2. Lexus 5 7.8. Oppo Reno 7Z 5.6. Redmi Note 11 Pro 4.6. Redmi Note 10S 6.8. K50 máy mới 7.2. M33 5G 4.750. Lexus 4S 7.7.
Samsung Tab A7 2.9. iPad Gen 8 6.3, máy mới luôn. Chưa xài luôn, sạc chưa xài luôn. Chỉ khô siêu thôi. Samsung Tab A8 5.1. Redmi Note 10S 3.3. Mi 1 Lite 5G 4.3 mọi người. Redmi Note 10S 9S chứ 2.850. A23 3.1. S20FE 4.550 tại Mỹ. A5 200G 4.7 nha. Poco F3 5.450. S21FE 7.8. Galaxy 3 9.5. Mi 10 Ultra 6.8 nha. Poco C40 2.1. A22 3.250. A52 3.650. Laptop 4 RAM 12 128GB máy đẹp 99 6.5. A33 4.5, bảo hành tháng 8 5 sao. A32 3.250. A72 4.650. Vivo V23e 3.6. Mi 1 T Pro 4.950. Lock phone 5S RAM 12 256GB 9.8. M31 2.850, pin 6000. Samsung A12 2.650 luôn. Samsung A13 2.9. Reno 2F 2.8 RAM 8 nha. Poco X3 Pro 5.6. A53 5G 5.6 luôn. Poco K40 cái này K40 Pro chứ mọi người, nó nhầm. 5.6 nha. Realme 8 Pro 3.9. A331 2.8 RAM 6GB pin 5000. Redmi 10 2.8. Reno 7 5G 5.950. A57 3.250. A373 6.9 nha. Cái này bản chính hãng không người. Mi 10S 6.3 nha. Honor 9 7.2. Honor 7T 3.7. Poco X3 2.650. Reno 6 5G 5.5. Reno 7Z 5G 5.2. LG V60 7 Mỹ 4.3. Oppo A76 3.750. A77S 4.450. Oppo A17 3.150. S21e S20FE 4.550. Oppo A93 2.950. Mi 1T 5.7 RAM 8 26GB. Còn 128GB là 5.4. Reno 5 3.7 nha. Reno 10X Zoom 3.9, chip là 855. Oppo A76 4.050. Reno 8 5G 8.5. Reno 8Z 6.750. Oppo A55 2.550. Rồi, hôm nay bên em có như đây không mọi người. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream với mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye.